chất đất này các bạn này, rất là đẹp nha. Hôm nay bầu trời đẹp. Chạy qua bên kia là gần 80 mét, hơn 70 mét nha. Đất vuông thừng luôn các bạn. Toàn bộ đường đi thông, ô tô thì tránh nhau thoải mái vì cái đường ở đây được người ta đổ rất là rộng. Đó, xe tải họ vào chở na ghim các bác, chở rau màu các bác. Đây, cái đất của mình là tới cái ngõ này nhá. Đây, tới đây, ngõ bên này là quả nhà người hàng xóm bên cạnh đây. Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục hôm nay thì em xin giới thiệu cho cô bác và anh chị một lô đất thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Lô đất này có tổng diện tích trong sổ là hơn 9.200 m², hơn 9 xào 2 nha. Được bám cái mặt tiền đường rộng 5 m này là được khoảng hơn 70 m, gần 80 m nha các bác. Đó. Và chạy sâu của mình là khoảng hơn 100 m một xíu. Thì trên đất là có căn nhà này đây, đất thế dương toàn bộ triển lên trên rất là đẹp nha các bác. Đường điện, dây wifi các thứ là đầy đủ hết. Và từ cái mảnh đất của mình nhìn xuống đây này, bao quát toàn bộ luôn. Cái view rất là đẹp nha các bác, view rất là thoáng luôn. Và nó gần với trung tâm, trường chợ, hàng quán của xã Hoài Đức luôn. Như đây là, đây là đây, nhìn thấy trạm y tế đây các nhá. Đây là trạm y tế này, còn bên cạnh trạm y tế là trường học cấp 3. Đó, trường học lớn luôn. Chạy lên trên tầm khoảng một cây số là trường học cấp 2. Chạy lên một cây số nữa thì là trường học cấp 1. Đó, 3, 2, 1 là đầy đủ. Trong xã này thì trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 là đầy đủ nha. Từ cái con đường này chạy ra đường bê tông 6 m ngoài này các bạn này. Đường bê tông rất là rộng luôn. Được người ta mở mang ra rất là rộng, đi rất là sướng. Chạy ra tới đó thì mất có khoảng 200 m, mà chạy ra tới đường nhựa đây này thì nó đường tỉnh lộ 725 á. Đấy, nó bám cái dọc đường tỉnh lộ 725 là những căn nhà này đây. Khu đông dân cư ngoài đó thì nó mất chỉ khoảng có 500 m thôi các bác. 500 m là ra tới tỉnh lộ nhựa và trạm xá y tế rồi trường học các thứ là xung quanh. Ủy ban, nói chung là tiện ích xung quanh. Chỉ mất ra tới đường nhựa là có 500 m thôi. Đó, thì toàn bộ lô đất này là người ta đang trồng cà phê đông đặc hết nha các bác. Và cái đất thế dương là cái đất đỏ ba gian toàn bộ. Và cái đường này là đường đi thông nha.
Ở trong này nó lại có cái ngã ba nữa. Ngã ba là đi thẳng vào trong cái lô mà em bán cái giá là 540 là em đã bán rồi. Còn ngoặt đi lên trên thì nó lại ra nối đường nhựa nhá. Hướng ra đường nhựa. Toàn bộ đường đi thông, ô tô thì tránh nhau thoải mái vì cái đường ở đây được người ta đổ rất là rộng. Đó, xe tải họ vào chở Nagim các bác. Chở rau màu các bác. Đây, cái đất của mình là tới cái ngõ này nhá. Đây, tới đây. Ngõ bên này là quả nhà người hàng xóm bên cạnh đây. Đây, đất của mình từ đây đổ thẳng lên là hơn sâu hơn 100m. Chạy qua bên kia là gần 80m, hơn 70m nhá. Đất vuông thừng luôn các bác. Nhìn bay flycam em vẽ rõ cho các bác đó. Thì cái lô này người ta rất là ngộp luôn các bác. Rất là ngộp. Căng đét luôn rồi. Đấy. Nói chung là thở oxy các bác. Thì đang đưa ra cái giá chỉ có 330 triệu một sào thôi. Đó. Cái lô này thì mình phải khoan giếng nhá. Nếu mà muốn sử dụng nước các bác, mình phải khoan giếng để mình sử dụng. Thì có một cái căn nhà xây như thế này và có bồn nước sẵn này. Còn ở dưới này là mình có những cái ao mình có thể tưới nhờ được. Ở đây thì người ta trồng khoai các bác này. Khoai lang nha các bác, khoai lang. Chỉ kia có một cái giếng kìa. Cái giếng kia thì người ta cũng cho sử dụng nhờ thôi các bác. Như nhà kia người ta sử dụng nhờ cái nước giếng đào các bác. Ở đây đào làm một cái giếng đào thì nước vi vu luôn. Và nước ở đây thì tuyệt vời nha các bác. Trong xã Hoài Đức mà. Cao cái thế đất đó, bao giờ trong 6 xã trong huyện Lâm Hà bao giờ nó cũng cao hơn ở ngoài trung tâm huyện hay là ngoài Đức Trọng. Và trong đây thì mát mẻ hơn. Đó, nhà cửa sẵn luôn. Mình về mình ở vẫn được nha các bác. Như cái lô này thì họ chưa lên thổ cư. Nhưng mà bám dọc đường của mình, quy hoạch thổ cư là sâu vào là khoảng 80m cho đến 100m là quy hoạch phủ hồng. Thổ cư là bám dọc đường trên dưới luôn. Đó. Ở đây thì cực kỳ mát mẻ. Và cái nguồn thu của mình là cà phê. Cà phê ở đây thì cũng vẫn là xanh tốt, mình vẫn thu hoạch. Cuối năm vẫn thu hoạch được nha các bác. Cà phê này không hẳn là xấu, nhưng mà nó cũng là cái nguồn thu. Ở giữa đất của mình đây là có một cái con đường như thế này, rất là rộng, như máy cày xe máy là đi lại dễ dàng. Chở phân, chở cà phê, các thứ là dễ dàng nha. Đất của mình thế dương rất là đẹp luôn. Đó. Càng lên cao thì view càng đẹp nha các bác. Đó. Thì trong xã này giờ cái đám ngay trung tâm này á là không có đám thứ hai như thế này các bác nhá. Không có đám thứ hai luôn. Thì lô này á là họ cần tiền quá rồi. Đang ngộp quá rồi. Thì đang mới có cái giá này là 330 triệu trên 1.000 mét vuông trên một sào thôi các bác. Thì tính ra cái lô 9.000 mét vuông này thì chỉ có cái giá là hơn 3 tỷ một chút thôi, tầm 3 tỷ 050 triệu các bác. Tầm đó thì rất là rẻ rồi. Mà trong khu vực của xã Hoài Đức nha, nó gần với tiện ích xung quanh hết nha. Đó. Đối diện đây thì cái view rất là đẹp luôn. Nó thoáng nha bác, nó thoáng. Nhà cửa điện đóm là đầy đủ. Mình về mình ở thì chỉ cần khoan cái giếng nữa là ở được thôi các bác. Đó, thì đất của mình quy hoạch thổ cư thì mình muốn lên khi nào cũng được. Hoặc ở đây thì người ta cứ xây nhà, người ta ở thôi. Với cả cái cơ sở hạ tầng của cái con đường này rất là rộng nhá. Đường xá các thứ là không phải bàn đến. Đó, thì hàng quán rồi tiện ích xung quanh ở đây thì nó ngay đây thôi. Ở đây thì cũng có ngay cái ngã ba này. Ngã ba là đi thông qua xã Tân Thanh, đi thẳng ra là ra tới tỉnh lộ. Đây, cái đất của mình là tới đây nhá.
tới khúc này. Đó. Thường thường ở xã Hoài Đức này thì nó chỉ có vài sào đã ra tới mấy tỷ rồi các bác. Nhưng mà riêng cái nôi này thì người ta đã rất là ngộp giá. Đấy, từ đây qua kia là hơn 9.000 m², 9.200 m². Sổ sách đầy đủ mình công chứng ngay nhá. Đó, còn cái giá thì không có cái lô nào mà trong xã Hoài Đức này là có đâu các bác. Không còn lô thứ hai các bác. Người ta ngộp người ta mới bán cái giá này. Còn lại á, là lô nào nó cũng có cái giá của nó hết. Đó. Rồi các bác quan tâm liên hệ qua cho em nhá. Đất là thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nhà cửa điện đóm đầy đủ, mặt đường rộng, liên thông luôn. Đó, gần với trung tâm tiện ích. Trường chợ đầy đủ, sổ sách đầy đủ. Giá bán là 330 triệu trên 1.000 m². Tổng là hơn 9.200 m² thì rơi vào là 3.050 tỷ. Các bác quan tâm thì cứ đến xem đất trực tiếp. Thế đất rất là đẹp nha. Và toàn bộ là đất đỏ ba gian hết. Đó. Đấy, chất đất này các bác này. Rất là đẹp nha. Hôm nay bầu trời đẹp. Rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.